khám phá mẫu tranh đồng quê được yêu thích nhất những năm qua. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đồ gỗ xương thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới mọi người một mẫu tranh đồng quê được khách hàng ưa thích nhất trong những năm vừa rồi. Và mẫu tranh này có kích thước là chiều cao 97, chiều ngang là 2m07 và dày 8 phân, làm từ chất liệu gỗ hương đá. Và ngay bây giờ hãy cùng tôi đi cận sâu vào chi tiết để xem bức tranh này có gì mà được khách hàng yêu thích đến như thế. Và toàn bộ bức tranh đồng quê này sẽ nói về những hình ảnh, khung cảnh của làng quê Việt xưa, như là cây đa, giếng nước, sân đình, hay là hình ảnh đi cày, đi cấy của những người nông dân. Và nổi bật lên giữa bức tranh đó là hình ảnh cây đa đầu làng, rất là già cỗi, bền bỉ, dẻo dai, với cái thân cây được đục sần lên từng vảy này, u cục, già cỗi này. Ở đây là có những cái rễ cây được ăn sâu xuống lòng đất và nổi hẳn lên này, và những cái tán lá cây được tán rộng ra rất là cổ thụ, và những chiếc lá đa được đục gân nổi sắc lên từng gân lá một, rất là kinh bong đây. Và tán lá nào tôi cũng có thể đưa tay luồn lách vào được. Và ở dưới này thì gốc cây đa thì có những đứa trẻ con đang đu trên những cái rễ cây, rất là đùa nghịch và đẹp hồn nhiên, rất là quen thuộc. Và bên cạnh đó chắc chắn đi cùng là hình ảnh giếng nước, sân đình, những bô lão đang đứng trước đình làng, rất là quen thuộc. Và ở đây chiếc gậy cũng được đục rất là kinh bong và tỉ mỉ, những đứa trẻ con chạy vui đùa nghịch xung quanh những mái đình làng này. Bên cạnh là hình ảnh giếng nước, những người phụ nữ mặc áo bà ba đang kéo những cái gánh nước để mang về nhà sinh hoạt. Ở trên đây là hình ảnh cái mái đình, những ngói lợp này, hay phần trên của chiếc ngói, rất là quen thuộc của khung cảnh làng quê Việt xưa. Ở bên cạnh đây cũng sẽ có một cây đa cổ thụ nữa, cũng được đục tỉ mỉ kinh mong và chi tiết đến từng chiếc lá một. Nhìn vào toàn bộ khung cảnh rất là làng Việt xưa và thơ mộng quen thuộc. Và bên cạnh đây là hình ảnh đi cấy đây, những người nông dân đang vù lưng xuống để đi cấy, và người nông dân đang kéo con trâu để trả đi cấy. Và ở đây có cả một ông lão đang ngồi nghỉ ngơi, cũng rất là sắc nét tỉ mỉ, kinh bong đến cả cái điếu cấy. Và bên cạnh đây là hình ảnh người tiều phu đang gánh củi để có thể mang về nhà để đốt lửa. Và một hình ảnh khác nữa đó là hình ảnh thầy đồ và học trò, tức là đại diện cho hình ảnh tri thức ngày xưa đấy ạ. Hình ảnh thầy đồ đây đang đứng để giảng dạy cho người học trò của mình. Ở bên cạnh đó thì cũng sẽ có những hình ảnh như là em bé chăn trâu, cưỡi trên lưng trâu để thổi sáo. Hình ảnh con trâu ở đây cũng được đục rất là tỉ mỉ từ ánh mắt này, sợi lông. Và bên dưới này là hình ảnh những các cô, các bác đang gánh những gánh hàng của mình để mang ra chợ để giao dịch mua bán. Ở đây là hình ảnh những các bác thương gia đang kéo những cái xe hàng của mình để đi giao dịch mua bán, được đục rất là tỉ mỉ cẩn thận và chân thực đến từng hành động thôi. Và nhìn chung lại cái góc khung cảnh của bên phải đây rất là đẹp. Và ở dưới này còn có hình ảnh một ông lão đang ngồi câu cá, từ ánh mắt hay là râu đây, rất là tỉ mỉ, chi tiết. Và bên cạnh sẽ có những cây cau hay là cây hoa dại, cũng được chúng tôi tái hiện rất là tỉ mỉ, cẩn thận, kinh bong lên để toát lên một khung cảnh làng quê Việt xưa có đầy đủ các hoạt động. Và mẫu tranh đồng quê là một trong những mẫu tranh đẹp, phong thủy, nhiều ý nghĩa và không thể thiếu trong không gian phòng khách của mỗi nhà.